À, không để các bác chờ lâu nữa. Hôm nay em sẽ khui một số dòng dây loa. À, đây là một số dòng dây loa thương hiệu của Pháp các bác nhé. Thương hiệu Pháp đấy. Audio Mega. Mega. Đây là dòng Audio Mega. Audio Mega các bạn. À, tất cả đây là nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên kiện luôn. Đấy. À, và những bộ dây loa này thì báo cáo các bác là đây, có thông số này. À, con này là Audio Mega, thương hiệu của Pháp nhé. À, con này là bộ dây này dài 2,5 m. Dài 2,5 m các bạn. 2,5 m. Đấy. Đây, Audio Mega. À, dòng dây này và các bác là có mức giá là 2,9 triệu, 2,9 triệu một bộ, 2,9 triệu một bộ. Để xem cạnh góc. Đây. Đây là phiếu của Omega lưu hành này. À, đối với dòng dây này thì báo cáo các bác là nó có chiều dài là 2,5 m và đặc biệt là nó có chống nhiễu, có chú ý nhé, có chú ý hộ em nhé, nó có chế độ một chiều dây, một dây dây loa chống nhiễu, các chú ý hộ em này. Đây nhá, cái đường mũi tên đang chỉ như thế này thì các bác phải cắm cái đầu này vào đằng sau âm ly, xong rồi cho tín hiệu nó chạy ra, nó chạy về loa là cắm theo mũi tên này, mũi tên này đúng không, nó bọc vào cái đây, bọc như này, còn nó bọc như này, em lột ra cho các bác nhìn. Đấy. Với đây, đây thì các bác có nhìn đấy, mỗi một cái đầu dây này nó đều có phích cắm bắp chuối nhé, đầu cắm bắp chuối, thì đầu cắm bắp chuối này nó không sản xuất những cái loại đầu khác, và đầu cắm bắp chuối này nó có gen, nhìn gen xoay này, gen xoay là sao? Khi các bác cắm vào cái đầu một cái thiết bị loa của mình ấy, cái cọc chạm loa ấy, các bác cắm vào, sau bác vặn chặt này vào, nó như một con nở ấy, nó vặn vào thì nó sẽ đẩy cái ba cái thế này ra, thì nó bám chặt vào chân loa của bác, nó làm cho cái chân loa nó không bị chập chờn, tiếp xúc rất là tốt. Đấy, thì các bác đã nhìn đây, bằng mắt thường các bác nhìn này, bác bơi cũng nhìn này, bằng mắt thường các bác nhìn đấy nhá, nó là mỗi một bên, mỗi một vế nó thiết kế là 1, 2, 3, 4 dây đồng rất là to, 4 dây đồng. Ngoài dây đồng ra thì 4 dây đồng này lại được bọc 4 sợi dây bạc. Có cái dây đồng to chính này, xong lại 4 sợi dây bạc nhỏ bọc theo để làm gì ạ? Cái tác gọi để em chút ạ. Cái tác dụng của dây đồng để nó làm cho bát nó được mềm, được dày, ấm, mạnh. À, còn cái dây bạc này nó làm cho các bác nó cái giải trung và giải cao nó lợi tép, nó sáng lên. Như tất cả những bộ dàn các bác có hay đến mấy mà bác không quan tâm đến dây loa thì dây loa này cũng cực kỳ quan trọng đấy bác nhé, cực kỳ quan trọng đấy. Đấy, các những bộ dàn là cao cấp các bác lắp vào nó khác luôn, có thấy nó khác luôn không? Đây, những cái này là em tháo ra thôi, bình thường nó có gen này, cái đầu nó có gen đấy nhé, có gen. À, khi các bác lắp vào nó căng quá thì bác vặn ra một chút để cho cắm vào xong thì bác mới được vặn. Vặn ra này nó như kiểu là cái vít nở, nó đẩy nở này ra để nó bám chắc vào chạm loa của bác. Thì đối với thông số nhà sản xuất ghi đây đã nói là mỗi một bộ này dài 2,5 m, 2,5 m nhé, 2,5 m. Thì đây là một bộ loa, một bộ loa 2,5 m. Dây này có mức giá là 2,9 triệu, 2,9 triệu một bộ dây này, 2,9 triệu một bộ dây này. Dây này thì không thể chê được rồi bác ạ, dây không thể chê được. Đây, em nhấc cả bộ quá này, nó rất là dài luôn. Báo cáo bác nhé, đây, nó sẽ là nó một vòng này, 2, 3, 4, 5, 6, nó sáu đần gần 7 vòng cơ, gần 7 vòng này cơ. Đấy, được chưa? Còn nguyên hộp luôn, nguyên hộp cho bác. Đấy, dây này dây Audio Mega, thương hiệu của Pháp. À, dài 2,5 m, mức giá 2,9 triệu một bộ này. Hôm trước có một số bác hỏi hôm nay về giới thiệu cho bác luôn. Bác đi mua đây, 2,9 triệu một bộ. Đấy,
Đây, đấy là đối với hộp màu đỏ. Hộp màu đen này thì nó cũng như vậy thôi. Đây để em bóc cho bác này. Đây nó cũng như vậy rồi. Đây để em bóc. Bóc cho bác này. Đấy màu đen này. Bóc nó màu đen. Đây ạ. Màu đen thì nó cũng như vậy ạ. Màu đen này thì nó cũng như vậy. Được chưa? Đấy. Nó cũng như vậy. Nó cho qua là nó do em chưa bóc ra túi, bởi vì cái kia em bóc trước ra cho bác để cái gì thế thôi. Phải kiểm tra được chất lượng dây của mình thì mình mới nói được, chứ không thể cứ vào nói vào được. Nên con kia em đã bóc trước, này còn nguyên trong túi luôn. Đấy. Tất cả dây như vậy, nó chỉ khác với màu vỏ. Chất lượng như nhau, đều là 2.9 một bộ. 2.9 một bộ 2.5 này. Với những bộ dây này thì nó hàng cao cấp rồi. Cắm vào những bộ loa nó phải đẳng cấp. Đấy, bắt đầu có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. À, dây này là đây không nhé. Tên của nó đây, Audio Mega, à, thương hiệu Pháp. Đấy. Đấy. Em giao và chuyển hàng toàn quốc cho bác luôn ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Ôi, tôi chào các bác. Đây em quên mất, em bỏ này ra để cảnh các bác.